Hợp đồng trên khăn ăn của Messi được bán gần 1 triệu đô la Mỹ. Nhà đấu giá Bonhams xác nhận hợp đồng xa hứa ký với Lionel Messi khi anh 13 tuổi được bán với giá 969.000 đô la Mỹ. Giá khởi điểm của chiếc khăn là 300.000 bảng, 381.000 đô la Mỹ, đấu giá trực tuyến từ 8/5 trên 5 đến 17/5. trên 5. Sau khi hết thời gian, Bonhams thông báo đã có người mua lại với giá 762.400 bảng, 969.000 đô la Mỹ, vào khoảng 24,5 tỷ đồng khăn hình vuông, kích cỡ 16,5-16,5cm, có chữ viết bằng mực xanh. Chiếc khăn có chữ ký của cựu giám đốc thể thao bác xa Kales cố vấn chuyển nhượng Joseph Minghella và đại diện Messi, Horacio Gaglioli. Họ cùng ngồi ăn trưa tại một câu lạc bộ quần vợt ở Tây Ban Nha tháng 12 năm 2000 để thảo luận về tương lai Messi. Để không lọt mất tài năng khi đó 13 tuổi, Rekzak quyết định giao kèo với Gaglioli ngay, nhưng không có sẵn giấy tờ ở đó. Vì thế, Hợp đồng này được viết trên khăn ăn của nhà hàng nhưng vẫn có giá trị pháp lý. Sau đó, Barca Sa mới soạn một hợp đồng hoàn chỉnh cho phía Messi ký, bắt đầu 21 năm anh gắn bó với đội bóng. Kể từ đó, chiếc khăn được Gaggio ly giữ và ông cũng quyết định đấu giá trên Bonhams. Nhà đấu giá cho rằng chiếc khăn đã thay đổi cuộc đời Messi và lịch sử bóng đá. Messi đang giữ kỷ lục đoạt 8 quả bóng vàng, là trụ cột Barca thời 2009 đến 2012 được coi là đội mạnh bậc nhất lịch sử. Trong danh sách cầu thủ vĩ đại mọi thời do tờ Daily Mail, Anh, bình chọn, Messi đứng đầu tiên. Sự nghiệp của Anh trở nên trọn vẹn khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Messi rời Barca hè 2021 do hết hợp đồng mà đội bóng không đủ tiềm lực tài chính để gia hạn. Trong buổi họp báo chia tay Barca, Messi khóc, dùng khăn giấy lau nước mắt. Chiếc khăn này cũng từng được giao giá 1 triệu đô la Mỹ.